Các nạn nhân của nạn buôn người mắc kẹt tại Trung Cộng do dịch coronavirus tính đến từ Phnom Cambodia. Campuchia. Việc hạn chế đi lại dưới tác động của dịch coronavirus đã buộc các nhóm chống nạn buôn người tạm ngưng hoạt động giải cứu các cô dâu người Việt và Campuchia từ Trung Cộng. Một trong số các cô dâu này đã trốn thoát khỏi nhà của những người đàn ông đang giữ họ và hiện đang lẫn trốn. Trong thập niên vừa qua, hàng chục ngàn phụ nữ Đông Nam Á đã bị chủ dỗ đến Trung Cộng bởi các mạng lưới tội phạm. Họ hứa hẹn mang đến cho những phụ nữ này công việc tốt nhưng lại bán họ đi làm cô dâu do Trung Cộng đang phải đối diện với sự mất cân bằng chế tính vì chính sách một con. Các tổ chức từ thiện ở Việt Nam và Campuchia cho biết một số phụ nữ đã bỏ trốn trong năm nay đã bị giam giữ và cắt đứt mọi liên lạc. Bên cạnh đó, những người không bị đe dọa thì được khuyên không nên làm gì cả. Trong năm 2019, tổ chức Blue Dragon trung bình cứ 3 ngày là cứ 3 ngày là giải cứu được một phụ nữ từ Trung Cộng vào năm 2019. Tuy nhiên, họ buộc phải ngừng các hoạt động vào cuối năm à, vào cuối tháng Giêng năm 2020 do việc hạn chế đi lại dưới tác động của dịch coronavirus. Thu um, Thomson Reuters Foundation News dẫn lời của ông Michael Borowski, người đứng đầu tổ chức của Blue Dragon Children, cho hay hiện tại thì việc đi đến những khu xa xôi là không thể thực hiện, dù cho được đi chăng nữa, biên giới cũng không mở cửa. Blue Dragon vẫn liên lạc với 27 phụ nữ đã kêu gọi giúp đỡ vào năm 2020. Tuy nhiên, tổ chức Job Day ở Phnom Penh cho biết họ đã mất liên lạc với một số người trốn khỏi những kẻ lạm dụng trong bối cảnh dịch như hiện nay.